Thưa các vị, tư tưởng chánh hạnh niệm Phật đầu tiên phải nói xuất phát từ giai đoạn của Ngài Lâm Thọ. Khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, Ngài Lâm Thọ sống trong niên đại 150 đến 250 Tây Lịch. Trong cái thời của Ngài Lâm Thọ, Ngài được xem như là một trong vị tổ sư đầu tiên của Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ. Và một trong những cái bản sớ dạy của Ngài Lâm Thọ đưa ra cái tư tưởng là pháp môn dễ thực hiện và pháp môn khó thực hiện. Ngài Lâm Thọ dạy rằng trong cái cuộc sống này có hai, đối với người Phật tử có hai đường hướng tu tập. Đường hướng thứ nhất là cái đường hướng khó. Khó tức là chúng ta chỉ nương vào cái tự lực của mình, theo cái con đường và phương pháp tu tập ngày xưa mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Cái việc tu hành dựa vào cái năng lực tự lực của chính bản thân chúng ta được ví như một con kiến bò từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi. Các vị thử hình dung một con kiến mà bò từ chân núi đến đỉnh núi, nó vô cùng khó khăn. Có thể nó đi giữa đoạn đường đã không đủ sức để đến mục đích của nó. Và cái phương pháp khó hành trì, khó tu học chỉ dựa vào tự lực là một cái trở ngại rất lớn cho chúng ta nếu như người nào không đủ phước báu nhân duyên. Các vị biết rằng khi mà mình sống ở thế gian đó thì nội trong cái đời sống gia đình, chồng vợ con cái, sự nghiệp làm ăn, quan hệ xã hội cá nhân đã là một cái trở ngại rồi phải không? Mình đến với đạo Phật còn gặp nhiều cái trở ngại hơn trên cái con đường tu học và tâm linh. Cho nên những cái trở ngại đó nó xảy ra một cách rất là bất ngờ và không bao giờ mình lường trước, đoán trước được chuyện gì xảy ra. Cho nên trong cuộc sống ở thế gian cũng như trong cái sự tu học của trong Phật Pháp, chúng ta phải có cái tư tưởng là phải chuẩn bị tư tưởng, tư thế để mà đón nhận những cái trở ngại, những cái phiền toái, những cái trở lực nó xảy ra đến với chúng ta. Vừa rồi chúng tôi đi giảng ở Quảng Trị, trên đường từ Quảng Trị về Bình Định lên tàu lúc 6 giờ rưỡi chiều, thì tàu đến Bình Định lúc 4 giờ rưỡi sáng. Khi mà lên tàu lửa nằm trên tàu và tàu nó chạy thì cũng rất là ồn, nhưng mà mệt quá thì mình cũng nằm ngủ. Đến 1 giờ đêm đang ngủ thật ngon, không biết thấy cái gì khó chịu. Khó chịu quá thì thưa các vị, chúng tôi mới mở mắt ra, bỗng nhiên giật mình và hơi sợ một chút, bởi vì thấy hai cái bà thật to đang ngồi trên giường chúng tôi. Một bà thì dựa vô lưng chúng tôi, một bà thì nằm một cái khoảng trống dưới cái phần dưới giường chúng tôi. Chúng tôi nhỏ con cho nên nằm co lại, thì bà nằm ngay chỗ đó. Mình mở mắt ra thấy hai bà ở trên giường mình, giật mình, không hiểu bà ở đâu xuất hiện. Chúng tôi mới hỏi hai cô, bộ không có vé tàu hay sao mà lên giường tôi ngồi. Hai cô nói mua vé tàu mà hết vé rồi cho nên đi ào vậy. Mà nghĩ rằng cái ông thầy tu này hiền cho nên nhào vô. Người nằm mà gục đầu trên cái bàn mà anh ở trong cái to đó, một người thì nằm dụi vô giường của chúng tôi. Và mình rất là sợ, lần đầu tiên mà thấy hai người phụ nữ mà thật là to ngồi trên giường ngủ của mình. Và các vị biết rằng là mình rất là lo trong cái trường hợp đó. Nhưng mà không biết sao cũng may mắn, hai bà ngồi khoảng, khi mà mình thức dậy, hai bà ngồi khoảng 10 phút, hai bà tự động lẻn đi chỗ khác. Và mình thấy rằng trong cuộc sống này, cái cuộc đời của chúng ta đó, nếu như mình chỉ dựa vào cái năng lực tự tu của chúng ta để mà thực hành theo cái giáo pháp cũng như lo cho sự nghiệp thế gian của mình, chúng ta gặp vô số trở ngại và con đường thực hành đó, đời sống đó quả là một sự khó khăn. Ở tại Trung Quốc có một vị hòa thượng tên là Liễu Tình. Sở dĩ vị hòa thượng này xuất gia tu học là bởi vì khi mà còn thời thanh niên á, một hôm cái vị thanh niên này đang nằm ngủ, thì trong cái giấc ngủ này mới nằm mộng thấy có
Ở trước nhà mình có một cái cỗ xe, trên đó có 6 cái cô gái xinh đẹp, đẹp lắm. Và 6 cô gái này mới rủ cái người thanh niên này đi lên xe để chơi. Khi mà 7 người cùng lên xe, bởi vì các cô quá đẹp đi, cho nên anh chàng này cũng động lòng, đem cái lòng yêu thương. Và 7 người này lên cái cỗ xe đi, thì đến một cái căn nhà kia, cái cửa rất là nhỏ, và dưới cái cửa đó thì có một cái dòng nước đang chảy ra. Thì 6 cô gái này lần lượt mỗi người đều bò xuống, chui qua cái cửa nhỏ đó. Đến lượt cái anh thanh niên này định chui qua, thì thưa các vị, cái người thanh niên này trước khi mà nằm mộng vốn là một hành giả trì kinh Kim Cang. Người ta tụng kinh Kim Cang rất là thuần thục, và thậm chí gần như thuộc kinh Kim Cang. Thì khi mà đến lượt anh ta, 6 cô kia đã chui qua cái cửa nhỏ đó xong, đến lượt anh ta chuẩn bị chui á, thì có một cái vị thần rất là lớn đứng đó và cầm một cái chày Kim Cang và la anh ta, nói rằng đây không phải là chỗ của ngươi vào, ngươi phải đi chỗ khác, ngươi phải bỏ đi. Và la hét và dọa đánh cái chày Kim Cang xuống đầu của cái anh thanh niên này. Anh thanh niên này phần thì muốn theo 6 cô gái, phần thì sợ vị thần này. Nhưng mà vị thần này quá dữ, cho nên anh ta sợ và anh ta bỏ, anh ta chạy về nhà. Thì vừa lúc đó anh ta thức dậy. Anh ta thức dậy thì cái giấc mộng nó vẫn còn đó trong tư tưởng của anh ta. Và anh ta nghĩ rằng đây không phải là một cái giấc mộng bình thường, đây là một cái chuyện gì rất là kỳ lạ. Anh ta ngủ không được, cả đêm đó anh ta mới ngồi dậy tụng kinh cho đến 4 giờ sáng, tụng kinh Kim Cang. Sáng hôm sau anh ta thức dậy, anh ta mới đi mo men theo cái đường làng của mình. Thì đến nhà một cái người chủ nhà kia, thì thấy ông chủ nhà, ông đứng và vui vẻ lắm. Thì anh ta mới hỏi rằng là có việc gì mà ông lại vui như thế. Thì cái người chủ nhà này mới nói rằng tối hôm qua con heo nái của tôi để được 6 con heo nái con, và một con heo con đực, nhưng mà con đực nó mới vừa ra đời nó đã chết rồi, còn 6 con cái thì nó còn sống. Thì anh ta nghe như thế anh ta giật mình, và anh ta nhờ ông chủ nhà dẫn ra phía sau. Thì quả nhiên có một cái cửa chuồng heo nó rất là nhỏ, và có dòng nước của thải của heo đó nó chảy ra nơi cái cửa đó. Anh ta giật mình thấy cái con heo vừa đực vừa mới sinh ra, mới ra đời, nó chết nằm một đống đó. Thì anh ta nghĩ lại đến giấc mộng tối hôm qua, và anh ta sợ hãi quá, anh ta kinh hãi quá. Và từ đó anh ta thức tỉnh. Nếu như mình không có nhân duyên thọ trì kinh Kim Cang như thế, thì bị cái nghiệp nó dắt dẫn, lôi kéo để tái sinh trong loài súc sanh như thế. Và vì quá sợ hãi cho nên cái vị này xuất gia tu học. Sư phụ của vị này đặt cho cái pháp danh là Liễu Tình, tức là liễu ngộ cái sự nguy hiểm của dòng ân ái và dục lạc của thế gian này. Cho nên thưa các vị, trong cuộc sống này, nếu như chúng ta không có nhân duyên để hiểu Phật Pháp, phát tâm tu tập, chọn một pháp môn hành trì, thì có thể cuộc đời của chúng ta cũng sẽ bị cái nghiệp nó dắt dẫn, lẩn quẩn và xung quanh trong cái vòng đọa lạc của tam giới, luân hồi lục đạo mà thôi. Và đối với người tu tịnh độ là nương vào bổ nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Và Ngài đưa ra cái ví dụ giống như một người đi thuyền. Nếu như mình đi bộ thì rất là khó, còn đi thuyền chúng ta nương vào nước, đi thuyền nương vào sóng thổi căng buồm chúng ta thì đi rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và từ cái phương pháp khó thực hành và cái quan điểm dễ thực hành của Ngài Long Thọ thế kỷ thứ 2 Tây Lịch đó, mãi cho đến tại Trung Quốc vào đời nhà Đường, thì có một vị tổ sư tịnh độ, đó là Ngài Thiện Đạo, là người đầu tiên đưa ra cái tư tưởng chánh hạnh niệm Phật và tạp hạnh niệm Phật. Nghĩa là Ngài nói rằng người tu tịnh độ, cái con đường dễ thực hành này á, thì phải hiểu cái bản chất của vấn đề tu tịnh độ này cũng có hai cách: tu trực tiếp và tu gián tiếp. Tu trực tiếp
là chúng ta đi vào cái phương pháp hành trì, gọi là hành trì căn bản, hành trì gốc rễ, gọi là chánh hạnh. Và nói cho đủ là chánh hạnh niệm Phật. Chánh hạnh niệm Phật là hành giả phải thực hành 5 yếu tố. 5 yếu tố đầu tiên tức là trì danh niệm Phật. Thứ hai là đọc tụng kinh điển. Thứ ba là lễ bái Đức Phật. Thứ tư là quán sát Đức Phật, quán sát tịnh độ. Và thứ năm là tán thán và cúng dường Tam Bảo. Thì năm cái phương pháp này, thì phương pháp đầu tiên gọi là chánh nghiệp, bốn phương pháp còn lại gọi là trợ nghiệp. Như vậy theo quan điểm của Ngài Thiện Đạo tổ thứ hai, rồi sau đó quan điểm của Ngài Đạo Sước, cũng là một tổ sư tịnh độ tại Trung Quốc, và đến thời Ngài Pháp Nhiên sơ tổ tịnh độ tông tại Nhật Bản, đều theo cái quan điểm chánh hạnh và tạp hạnh, chánh nghiệp và trợ nghiệp này. Theo quan điểm của các vị này á, thì cái vấn đề tu tịnh độ, nhất là phương pháp trì danh niệm Phật của chúng ta đó, phương pháp trì danh niệm Phật á, thì chúng ta phải nghĩ đến hai yếu tố: cái phương pháp thực hành chính yếu và phương pháp thực hành phụ. Chính là chúng ta luôn luôn trì danh và giữ gìn cái danh hiệu đó, thực hiện cái phương pháp niệm Phật trong mọi thời khắc, trong mọi thời điểm trong đời sống tu học của mình. Và phương pháp thứ hai là ngoài vấn đề niệm Phật, chúng ta còn đọc tụng kinh điển, chúng ta còn lễ bái Đức Phật, chúng ta còn quán chiếu về y báo và chánh báo của Tây Phương Tịnh Độ, và chúng ta còn tán thán và cúng dường Phật Pháp nói chung và Phật A-di-đà nói riêng. Thì tại sao các vị tổ đưa ra cái tư tưởng chánh hạnh niệm Phật và xem cái phương pháp niệm Phật là một cái phương pháp căn bản và trọng yếu? Thưa các vị, bởi vì chúng ta thấy đối với mỗi thế giới thì có một nhân duyên khác nhau. Có những thế giới của những vị Phật á, cái ngôn ngữ giao tiếp, phương tiện giao tiếp và cái nhu cầu sống đó là ánh sáng. Ví dụ như ở cõi đó thì dùng ánh sáng làm thức ăn, ánh sáng làm phương tiện giao tiếp. Rồi lại có thế giới dùng cái mùi hương để làm cái phương tiện giao tiếp và thực phẩm. Ví dụ như thế cõi hương tích, thì ở cõi hương tích đó đó, thức ăn không phải là thức ăn như chúng ta, ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ giọng nói của chúng ta, mà thức ăn, ngôn ngữ, phương tiện giao tiếp đó là cái mùi hương, mùi hương. Còn thế giới của chúng ta sống ngày nay á, ở trong cõi ta bà này, một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó là gì? Đó là cái âm thanh. Cho nên niệm Phật là duyên vào cái âm thanh ở trong tâm và âm thanh ở bên ngoài, để giúp cho chúng ta chuyên chú và cái sự nhất tâm. Phương pháp trì danh niệm Phật này được xem như là một phương pháp rất đơn giản, rất dễ thực hành, nhưng vô cùng, vô cùng lợi ích và vô cùng hiệu nghiệm. Vào ngày mùng 10 tháng 9 vừa rồi, chúng tôi giảng tại Đạo Tràng Linh Sơn Pháp Ấn, thành phố Nha Trang, cho khoảng 800 Phật tử. Hôm đó trong cái buổi pháp đàm thì có một chị Phật tử tuổi khoảng 45 tuổi đứng lên, vừa phát biểu, vừa bày tỏ cái tâm niệm của mình và vừa khóc. Sở dĩ cái chị Phật tử này mà có duyên đến với Đạo Phật trước đó 3 tháng thôi, là bởi vì chị bị ung thư giai đoạn cuối. Khi mà chị bị bệnh ung thư như thế thì tất cả cái cuộc đời của chị coi như là khép lại. Chị tuyệt vọng quá. Một người bạn của chị mới khuyên chị nên về chùa để mà cầu nguyện, tụng kinh niệm Phật trong giai đoạn cuối cuộc đời của mình. Thì cái chị Phật tử này không còn biết tin vào đâu, nương tựa vào đâu, cho nên nghe theo lời của người Phật tử tìm đến chùa. Và thưa các vị, chỉ trong vòng 3 tháng, chị này phát tâm niệm thế, thì một phép màu đã xảy ra, một cái điều màu nhiệm đã xảy đến. Cái căn bệnh ung thư của chị này đã biến mất hoàn toàn. Và trong cái buổi hôm đó, chị đứng lên vừa phát biểu mà vừa khóc. Khóc không phải vì đau khổ, khóc
vì quá sung sướng trong cuộc đời của mình. Một người á, chưa có căn duyên tu tập từ nhỏ, chỉ đối diện với căn bệnh mấy tháng thôi, nhưng mà trong vòng vài tháng chị ta đã trị liệu được cái căn bệnh nguy hiểm là bệnh ung thư bằng cái phương pháp niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mình có nhân duyên để thọ trì, hành trì cái phương pháp này, phải nói là một cái phúc báu, phải nói là một cái nhân duyên hy hữu và quý trọng nhất trong cuộc đời của mình. Âm thanh là một phương tiện giao tiếp, âm thanh là một nhu cầu của cuộc sống, và âm thanh cũng là một cái nhân duyên rất đặc biệt để giúp cho chúng ta đến với đạo và tìm hiểu cái con đường thành tựu sở nguyện tu học của mình. Như vậy thì cái phương pháp trì danh niệm Phật này gọi là chánh hạnh niệm Phật, khác với các tạp hạnh niệm Phật là gì? Theo quan điểm của các vị tổ Tịnh Độ Tông, tạp hạnh tức là chúng ta thực hiện những cái phương pháp như là làm các cái việc lợi ích, ví dụ như là tu thiền định, hoặc là trì chú, hoặc là mình thực hành những cái phương pháp tu hành khác, những pháp môn khác, vân vân, khác với cái phương pháp tu tập của Tịnh Độ và phương pháp niệm Phật. Thì tại sao chúng ta phải hiểu và thực hành cái chánh hạnh niệm Phật? Bởi vì các vị tổ dạy rằng thực hành chánh hạnh niệm Phật, đây là cái con đường giúp cho chúng ta liên tục không gián đoạn trong cái hạnh nguyện tu học của mình. Nếu thực hành các tập hạnh khác á, thì có thể cái vấn đề chúng ta tu hành niệm Phật nó luôn bị gián đoạn vì lý do này lý do kia. Nhưng thực hành cái chánh hạnh á, thì chúng ta sẽ luôn luôn nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật và sẽ học theo cái hạnh của Đức Phật. Theo quan điểm của các vị tổ, người thực hành chánh hạnh niệm Phật thì được nhiều cái lợi ích. Thứ nhất, các vị dạy rằng mình niệm Phật sẽ được Phật nghe, mình lễ Phật sẽ được Phật thấy, mình nhớ đến Phật sẽ được Phật biết. Nhưng trong cái vấn đề mà tu hành niệm Phật hành trì này, có một số yếu tố chúng ta cần phải chú ý. Yếu tố thứ nhất là khi một hành giả thực hành phương pháp trì danh niệm Phật này á, thì chúng ta phải cố gắng làm sao niệm cho nó rõ ràng, niệm cho nó minh bạch. Không nên chúng ta niệm một cách vội vã, hấp tấp, trong một cái tâm thức, trong một cái trạng thái còn vọng động. Cho nên á, cái vấn đề trì niệm làm sao, điều thứ nhất là chúng ta phải chú ý là cái việc xưng niệm danh hiệu của mình á, là cho phải rõ ràng, minh bạch, niệm trước, niệm sau và danh xưng của Đức Phật cho được rõ ràng. Nếu chúng ta niệm không rõ ràng, mình sẽ rơi vào cái trạng thái là bị phóng tâm, bị hôn trầm, sẽ bị u mê ngay. Có một cái ông cụ 70 tuổi gặp một cái vị pháp sư. Thì ông cụ này khi mỗi khi gặp ai, thậm chí gặp các cái vị sư trong chùa, thì ông cụ này ổng kể chuyện Tam Quốc Chí, ổng kể chuyện về Tây Du Ký, ổng kể chuyện về Thủy Hử rất là hay. Thì cái vị pháp sư này mới bảo với ông cụ 70 tuổi rằng là: "Cụ à, cụ đã lớn tuổi rồi mà bây giờ cụ còn ham đắm những cái câu chuyện như thế thì nó mất phí thời gian của cụ quá. Tại sao cụ không dành thời gian để mà niệm Phật?" Thì cái vị pháp sư này mới khuyến hóa, chỉ dạy lợi ích của cái phương pháp niệm Phật cho ông cụ nghe. Thì ông cụ mới từ đó về sau bớt đi những cái chuyện thế sự, những cái chuyện lịch sử thời xưa. Ông cụ dành thời gian để mà niệm Phật. Thì khi mà ông cụ niệm Phật như thế, thì về nhà ông ta niệm rất là lớn. Và nhất là buổi tối mọi người đã yên tĩnh, không làm gì nữa, thì ông lại thích niệm Phật hơn. Đến nỗi mà con cháu trong nhà đang ngủ thật ngon thì ông niệm càng lớn, con cháu ngủ không được. Nói rằng: "Ba ơi, ba niệm vừa vừa chứ ba niệm lớn mấy con ngủ không được." Mà hàng xóm họ cũng than phiền. Thì mấy đứa con nói ông đâu có nghe. Cho nên mấy đứa con mới đến cái vị pháp sư đó: "Thưa với vị pháp sư, thầy dạy ba con niệm Phật sao mà cứ đêm nào ông cũng la lớn lên, ông niệm Phật lớn." Thì vị pháp sư mới gọi cái vị Phật tử 70 tuổi này đến hỏi:
Sao ông niệm Phật lớn như thế, khiến cho mọi người ban đêm ngủ nghỉ không được, hàng xóm phải than phiền như thế. Thì ông mới nói rằng trong kinh Tịnh Độ nói rằng là cõi Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà phương Tây cách thế giới của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật. Nếu như con niệm nhỏ Phật A Di Đà sao nghe? Cách 10 muôn ức cõi Phật con phải niệm lớn. Con niệm cho đến khi nào Phật A Di Đà xuất hiện đến bên con thì lúc đó con mới dừng lại. Cho nên xa quá, cho nên con phải niệm lớn. Thì cái vị pháp sư này mới bảo với ông cụ rằng: cụ à, tuy rằng cái không gian xa cách nhưng mà trong đạo Phật cái tâm á, nó rất là màu nhiệm. Khi mà có cảm, có ứng, có nghĩ đến thì cái không gian trở nên vô nghĩa. Cho nên quan trọng của vấn đề niệm Phật của cụ á, là phải có sự chí thành, phải có sự tha thiết, phải có cái sự rõ ràng minh bạch trong đó, và mình phải tùy duyên để niệm Phật. Cho nên niệm Phật chúng ta có thể cao thinh niệm Phật, cũng có thể mặc nhiên niệm Phật, và cũng có thể kim cang trì niệm Phật. Ví dụ như đối với người nào hôn trầm á, đụng đâu ngủ đó, đụng đâu là gật đầu đó, thầy nói cái gì cũng đồng ý hết, ai nói cái gì cũng ừ hết, thì dùng cái phương pháp cao thinh niệm Phật để cho đánh tan đi cái sự hôn trầm, cái sự mê mờ của mình. Còn đối với những người nào á, thấy rằng sức khỏe mình không nhiều, không tốt á, thì mình cứ dùng cái phương pháp là mặc niệm để niệm Phật, tức là mình niệm thầm ở trong tâm. Còn đối với người nào á, nghĩ rằng cần phải dùng cái âm thanh vừa phải thì chúng ta dùng phương pháp kim cang trì niệm Phật, tức là niệm vừa phải, vừa nghe nhưng mà phải đảm bảo cái vấn đề là rõ ràng trong đó. Cho nên yếu tố đầu tiên các vị phải chú ý trong vấn đề niệm Phật chánh hạnh ở đây á, là mình phải chú tâm đến vấn đề trì niệm danh hiệu, làm sao cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch, và mình phải miệng niệm, tai nghe và tâm nghĩ tưởng đến. Có một điều mà chúng ta ít chú ý trong cuộc sống này là chúng ta chỉ niệm bằng miệng mà thôi. Đối với người tu Tịnh Độ, chúng ta thực hành phương pháp trì danh niệm Phật á, chúng ta có thể thực hành cái phương pháp là sáu căn niệm Phật. Thế nào là sáu căn niệm Phật? Thứ nhất là miệng của chúng ta phải duyên vào cái câu niệm Phật đó, luôn luôn mở miệng là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật 6 chữ hay 4 chữ. Như vậy chỉ mới thiệt căn hay là cái miệng của chúng ta. Mắt của chúng ta niệm Phật là chúng ta phải chú tâm chú ý đến cái hình tượng trang nghiêm của Đức Phật, cái hình tượng của cảnh giới Tây Phương qua các tranh tượng, qua các cái hình tướng mà chúng ta gặp ở trong chùa hay ở nhà chúng ta. Cho nên miệng niệm, mắt phải nhìn đến những cái cảnh giới trang nghiêm và cái thân tướng trang nghiêm của Đức Phật. Đôi khi chúng ta thấy nhiều Phật tử niệm Phật mà mắt thì hay bị nhìn chỗ này chỗ kia. Mỗi lần chúng tôi đi giảng, ngại nhất là ở trên sân khấu này, khán đài này mà có chuyện gì xảy ra, thậm chí một con chuột nó rớt từ trên xuống dưới, người ta quên ngay, người ta chú ý con chuột thử nó rớt xuống còn sống hay chết, hay là nó nằm như thế nào. Quý vị thấy rằng cái tư tưởng của mình á, nó bị phan duyên bởi căn tiếp xúc với trần. Cho nên á, để cho mắt của mình niệm Phật á, mình phải luôn luôn nhìn những cái gì trang nghiêm tốt đẹp, và đặc biệt nhất là cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà, cũng như Tam Thánh Tây Phương hay là Họa Cảnh Tây Phương Tịnh Độ. Thứ ba, tức là mũi niệm Phật. Mũi niệm Phật tức là mũi của chúng ta phải ngửi những cái mùi trầm hương, phải ngửi những cái hương đức hạnh của những người khác. Chúng ta nghe một người nào đó sống có đạo hạnh, sống có tâm nguyện, sống có cái đại nguyện, hạnh nguyện trong cuộc đời này, cuộc đời của người đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát của đức hạnh, của tâm nguyện, của tinh thần phụng sự, thì chúng ta ngửi và chúng ta cảm nhận học từ cái con người đó. Cho nên mũi chúng ta muốn ngửi những cái gì tốt đẹp, chứ không phải chúng ta đắm nhiễm những mùi nước hoa trong cuộc đời này. Các vị biết một trong những cái nguyên nhân phát sinh ra bệnh tật cũng như là ung thư ngày nay, đó là nhiều người quá đắm nhiễm các loài nước hoa, và loài nước hoa đó
rất là độc hại cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên thứ ba là mũi chúng ta cũng có thể niệm Phật. Thứ tư là thân của chúng ta cũng có thể niệm Phật. Khi mà thân của chúng ta ở trong cái tư thế, trạng thái trang nghiêm, đoan nghiêm, đi đứng nằm ngồi trong đạo tràng, trong nhà, trong chùa cũng như ngoài xã hội, bất cứ nơi đâu mình cũng là một hình ảnh đẹp, cũng là một biểu tượng sáng, cũng là một cái vị sứ giả của pháp môn mình, thì đi đến đâu chúng ta cũng trong trạng thái trang nghiêm và đoan nghiêm như thế. Dùng thân này không phải để chúng ta rong ruổi theo cuộc đời, mà dùng thân này để chúng ta lễ Phật, để tôn kính Phật, để lễ bái Phật và làm một cái hình ảnh trang nghiêm cho mình và mọi người. Thì lúc bây giờ thân của mình cũng lễ Phật. Một yếu tố nữa là chúng ta thấy rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Và tai của chúng ta thì phải duyên theo cái danh hiệu Phật, phải nghe kinh điển Phật Pháp. Và ý của chúng ta cũng phải chú tâm đến cái danh hiệu, danh xưng mà mình đang niệm đó. Cho nên các vị phân biệt giữa một cái người xưng danh Phật và một người niệm Phật khác nhau. Cái người xưng danh Phật thì so với cái máy niệm Phật thì không khác. Cho nên cái người niệm Phật thì ngoài cái vấn đề niệm bằng miệng, chúng ta còn có duyên sáu căn của chúng ta đối với những cái sáu cái đối tượng trong tịnh độ, để chúng ta duyên vào đó, lúc nào mở mắt, mũi ngửi, miệng nói và tai nghe, thân chạm xúc và ý tác ý đều nghĩ đến tịnh độ và nghĩ đến cảnh giới thù thánh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Thì đó là cái yếu tố thứ hai các vị nên chú ý trong cái vấn đề là niệm Phật bằng sáu căn của mình. Yếu tố thứ ba, khi chúng ta thực hiện pháp trì danh niệm Phật này, chúng ta phải chú ý như thế này. Thế nào là niệm Phật? Trong cái nghĩa của chữ Pali, Bù Đam Anusati, Anusati tức là theo, duyên niệm theo cái danh hiệu và duyên niệm theo cái hình tướng của Đức Phật. Cho nên cái ý nghĩa của chữ niệm Phật này á, ngoài cái việc xưng danh hiệu của Đức Phật, chúng ta phải còn nghĩ đến cái việc nghĩ đến ân đức của Đức Phật, nghĩ đến hạnh nguyện của Đức Phật, nghĩ đến cái uy lực của Đức Phật. Cho nên vừa niệm Phật, chúng ta vừa nghĩ đến ba cái yếu tố uy đức, hạnh nguyện và cái phước tướng của Đức Phật. Thì lúc bây giờ tâm của mình nó không bị tán loạn, tâm của mình nó không bị rong ruổi trong cuộc đời này. Cho nên nếu chúng ta chỉ niệm bằng miệng mà chúng ta không niệm bằng mắt, và tâm của mình cũng không duyên theo cái hạnh nguyện, nhớ đến hạnh nguyện, ân đức, oai lực và phước tướng của Đức Phật, thì chúng ta dễ bị tán tâm lắm. Có một vị thầy ngồi phía trước niệm Phật và một số người Phật tử, đệ tử xuất gia cùng ngồi phía sau đang cái công phu thời khó niệm Phật. Bỗng nhiên có một cái con gà đã đi ngang qua. Thì ông thầy quay lại ông hỏi đệ tử: con thấy gì không? Thì người đệ tử nói rằng: bạch thầy, con thấy con gà nó đi ngang qua. Thì ông thầy ông gõ đầu người đệ tử nói rằng: ngươi niệm gà chứ đâu có niệm Phật. Nếu mà ngươi niệm Phật thì đâu thấy gà, mà ngươi niệm gà cho nên thấy gà mà không nhớ đến Phật. Ngươi không biết ngươi đang làm gì, đang thời khó niệm Phật. Cho nên con gì đi qua mượt nó, ai đi qua mượt họ, thế gian làm cái gì mượt người ta. Chúng ta đã phát tâm niệm Phật hành trì rồi á, đi ra ngoài thế gian người ta rủ làm chuyện này, mời làm chuyện kia, chúng ta cũng ôm đồm làm hết. Riết rồi chúng ta quên mất cái công hạnh, hạnh nguyện cũng như cái pháp môn lý tưởng tu học của mình. Cho nên cũng như một đang đi trên một chuyến tàu, chúng ta đi ngang qua những cái con đường phố thị, những cái cảnh đó làm sao mình đừng có mất, đánh mất đi cái tâm của mình duyên theo cảnh rồi quên đi mình đang ở đâu. Cho nên khi mình đi ra ngoài xã hội tiếp xúc với mọi người, mình phải giữ trong mình cái tâm niệm mình là ai, là một hành giả gì và đang sống ở đâu. Cho nên cái yếu tố chúng ta phải có một cái sự chú tâm trong đó nó rất cần thiết. Cho nên điều thứ ba là quý vị phải hiểu cái nghĩa của chữ niệm Phật, là ngoài cái việc xưng danh của Phật thì chúng ta phải nghĩ đến ân đức, phước tướng
và uy lực của Đức Phật để chúng ta sống và thực hành theo cái lời của Đức Phật và cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới có hạnh phúc trong cuộc đời này. Có một lần Đức Phật và Tôn giả A Nan đi trên đường, bỗng nhiên thấy một cái đàn quạ xà xuống và giành nhau một cái con chuột đã bị chết. Các con quạ này giành nhau thịt của con chuột đó và nó cắn nhau đến nỗi nhiều con chảy máu ở trên đầu. Ngài A Nan mới than thốt lên một cái lời than tội nghiệp cho những con quạ này quá, vì giành nhau thịt của con chuột chết như thế mà hại nhau đến chảy máu. Ngài Đức Phật nói rằng, Đức Phật mới bảo với Ngài A Nan, con chuột này nó đáng thương thì cũng thật, và những con quạ này đáng thương thì thật là đáng thương, nhưng mà này A Nan, con người còn đáng thương hơn những con quạ này. Con người ta sinh ra đó sống giành giật nhau, cấu xé nhau vì một chút danh, vì một chút lợi, để rồi hại nhau, làm nghiệp chướng nặng nề đối với nhau. Cho nên xét về cái bản tính và nghiệp thức giữa đàn quạ này và con người trong thế gian này không khác nhau. Cho nên quý vị á, mình đến với đạo Phật á, mình thấy một điều rằng là cái giá trị và cái quan trọng trong đạo Phật không phải là ở chỗ chúng ta nhìn nhận một con người bằng hình thức bên ngoài như thế nào, mà mình phải đánh giá bên trong cái bản chất của con người đó như thế đó. Cho nên nhiều khi á, mình thấy rằng trong cuộc sống này á, có những người người ta thân thể khỏe mạnh, có những người thân thể cường tráng, nhưng mà tâm lý của người ta đó đầy cái tật nguyền, đầy những bệnh hoạn. Họ vẫn còn cướp giật, họ vẫn còn sát sanh, họ vẫn còn nói năng thô lỗ, họ vẫn còn làm những cái tà nghiệp tà hạnh trong cuộc đời. Đối với người thế gian á, thì những người đó là lành mạnh, khỏe khoắn, cường tráng. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì những người đó là những cái người tật nguyền, những người đó là những người bị nghiệp chướng nặng nề. Cho nên cái bản chất hay giá trị của con người là ở bên trong. Quý vị thấy rằng là mình đi ra ngoài đường á, ví dụ như có một ai á, mà đi đụng đến mình á, mình giận không? Mình rất là tức. Nhưng mà ví dụ như một cái người mù á, mà đụng đến mình á, thì mình có giận không? Mình không có giận. Bởi vì người ta không thấy đường cho nên người ta tông mình. Thì một cái người mù mà người ta đụng đến mình mà mình không giận, mà một người sáng mắt mà người ta đụng đến mình mà mình giận, là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy, mình chấp, mình kẹt vào trong cái vấn đề phân biệt giữa người này và người kia. Mình không thấy rằng cái người mà sáng mắt đụng mà mình giận thì mình là sai hơn. Bởi vì sao? Người ta mắt sáng nhưng mà tâm của người ta không sáng. Tâm của người ta không sáng cho nên người ta đụng đến mình. Cho nên ở đây là chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc sống này, làm sao không phải mình chỉ có đôi mắt ở cái thân tứ đại xương thịt này, mà chúng ta còn phải có cái đôi mắt của chánh pháp để thấy được cái nhân quả nghiệp báo ở trong cuộc đời này. Đối với đạo Phật, một người nào sống giàu cho có đôi mắt sáng nhưng mà không hiểu Phật pháp, không hiểu nhân quả nghiệp báo, sống theo bản năng, sống theo cảm tính của mình, thì người đó vẫn là kẻ mù lòa trong chánh pháp, người đó vẫn là kẻ mù lòa trong đời sống tâm linh của mình. Cho nên ấy, mình phải hiểu rằng là cái quan trọng là chúng ta phải mở cặp mắt chánh pháp, mở được cái pháp thân của mình, đời sống tâm linh của mình, và đời sống đó, đôi mắt đó giá trị hơn đời sống ở bên ngoài. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mình duyên đến thực hành cái phương pháp niệm Phật thì cái vấn đề ngồi, vấn đề xưng danh, ngồi vấn đề và nghĩ đến cái phước báo và cái uy đức cũng như là cái phước tướng của Đức Phật, chúng ta thực hành theo các lời của các vị tổ. Trong cái phương pháp niệm Phật mình phải chú ý đến bốn cái hình thức tu tập. Thứ nhất, các vị tổ dạy rằng gọi là trường thời tu. Tu hành niệm Phật và trì danh niệm Phật phải là một cái con đường tu hành ngắn hay là dài? Cái con đường tu hành lâu dài, cho đến khi nào kết thúc? Xin thưa, cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cho đến khi nào chúng ta vãng sanh, cho đến khi nào chúng ta thành Phật thì mới kết thúc. Cho nên trường thời tu,
Các vị thấy rằng không bao giờ chúng ta ý lại, tự cao tự mãn, nghĩ rằng tu như thế đủ rồi, hành trì như thế nó đã dư rồi. Không bao giờ đủ và không bao giờ dư gì cả. Cái pháp tu và phương pháp tu thứ nhất trong cái phương pháp niệm Phật đó là trường thời tu, tức là tu cho đến suốt cuộc đời này không bao giờ gián đoạn. Và cho đến khi nào chúng ta đạt được cái tâm nguyện hiện tại an lạc và xả báo thân này được vãng sanh. Một hôm vua Lương Võ Đế mời ngài Chí Công vào trong triều để xem một cái đoàn ban nhạc mới rất là nổi tiếng về diễn ở trong cung. Bởi vì ngài Chí Công được vua Lương Võ Đế tôn xưng như là thầy của mình, cho nên là có chuyện gì quan trọng thì đều mời hết. Các vị biết rằng hôm đó mời ngài Chí Công vào trong cung á, thì xem nhạc. Sau khi mà diễn cái màn đầu tiên xong á, thì vua Lương Võ Đế mới xây qua hỏi ngài Chí Công: hồi nãy giờ ngài xem diễn nhạc hay không? Ngài Chí Công thì cứ ngồi lần chuỗi niệm Phật, thì mới bảo rằng: tâu bệ hạ, hồi nãy giờ lão tăng chỉ biết niệm Phật, còn họ diễn hay hay không lão tăng không có quan tâm, không có biết. Bởi vì nể bệ hạ cho nên lão tăng mới vào trong này, nhưng mà ngồi thì mắt nhìn đó, nhưng mà tâm nghĩ đến vấn đề niệm Phật. Thì vua Lương Võ Đế không tin, nói rằng làm sao một người mà mắt nhìn như thế mà tâm chỉ nghĩ đến chuyện khác và chỉ chuyên đến vấn đề tu tập và niệm Phật không. Thì ngài Chí Công mới bảo vua Lương Võ Đế rằng: để cho lão tăng chứng minh cho bệ hạ thấy. Thì theo lời của ngài Chí Công á, thì vua Lương Võ Đế cho triệu một cái tên tử tù đến. Tử tù đến, và vua Lương Võ Đế và ngài Chí Công mới bảo với tên tử tù này: bây giờ nhà vua cho ngươi một đặc ân. Bảo với tên tử tù: cho ngươi một đặc ân. Bây giờ ngươi cầm một cái bát nước, ngươi đi xung quanh cái khán đài mà cái đoàn nhạc, đoàn kịch đang diễn đó, đi 3 vòng. Nếu như cái bát nước của ngươi mà còn nguyên vẹn á, thì ngươi được tha bổng trở về. Còn bát nước này á, mà đổ xuống rơi xuống một giọt á, thì ngươi sẽ bị chém đầu tức khắc. Và đây là cái sự lựa chọn cuối cùng cho ngươi. Và được phép của vua Lương Võ Đế thì cái người tử tù đó bưng cái bát nước đó đi xung quanh cái sân khấu đó 3 vòng, trong khi cái đoàn kịch đó đang diễn, đoàn hát đó đang diễn. Và thưa các vị rằng là sau khi đi 3 vòng xong thì cái bát nước nó vẫn còn nguyên. Thì bát nước còn nguyên thì vua Lương Võ Đế và Chí Công mới kêu cái người tử tù lại rằng là: hồi nãy giờ ngươi đi xung quanh cái sân khấu 3 vòng, ngươi xem các diễn viên diễn kịch, diễn hát có hay không? Thì cái người tử tù này nói rằng là: con đâu có biết hay hay dở, tại vì con vừa bưng bát nước, con chỉ niệm 4 chữ thôi: nước rơi đầu rơi, nước rơi đầu rơi. Bây giờ chọn cái nào? Nếu mình để nước rơi thì đầu sẽ rơi, mà mấy người kia diễn gì kệ họ, cái mạng mình sống nó quan trọng hơn, cái cuộc đời mình nó ngắn ngủi như là một giọt nước sắp rơi. Cho nên cho dù người ta diễn hay thế nào, cuộc đời này nó thu hút thế nào, nó hay ho như thế nào, con không quan tâm. Con chỉ nghĩ đến cái bát nước của con, đừng có bao giờ đổ một giọt nào hết. Và thưa các vị đó, ngài Chí Công cũng như thế. Một vị lão hòa thượng đã chứng ngộ như ngài Chí Công mà còn sợ mình duyên vào cảnh của thế gian để rồi đánh mất đi cái tâm nguyện tu học của mình. Cho nên dầu đối diện với những vở kịch, vở nhạc hay nhất ở trong cung, ngài cũng không màng gì đó. Bởi vì các vị thấy mình xem bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu bộ phim hay trong cuộc đời này, nó giúp gì cho mình được không? Hay là mình khóc theo? Xem phim Hàn Quốc á, có nhiều người á, cảm động lắm, khóc. Phim chấm dứt hồi nào mà cũng còn ngồi đó khóc. Rồi diễn viên người ta đi ra ngồi quán uống cà phê, ăn phở rồi cũng còn ngồi khóc. Diễn viên thực á, là đi chơi, mình là người ngồi xem mà vẫn còn khóc. Mà không phải là khóc ngày đây đâu, ngày mai cũng khóc, ngày mốt cũng khóc nữa. Lòng từ đâu mà lớn quá, tình thương đâu mà rộng rãi quá. Chúng ta duyên theo cái cảnh giả để rồi mình sống theo cái bụi trần, sống theo những ảo ở cuộc đời này.
Cho nên thưa quý vị, trường thời tu là chúng ta phải nghĩ rằng cái việc hành trì của chúng ta phải đưa ra một cái quan điểm nhận định rằng tu suốt cuộc đời của mình, tu trong từng giây phút, trong từng ý niệm, trong từng sát na cuộc đời của chúng ta đừng bao giờ bị gián đoạn. Bởi vì chỉ cần một ý niệm gián đoạn, phóng dật nó xen lại vào trong cái công phu của mình có thể làm thay đổi cái kết quả tu tập của mình trong mỗi phút giây. Yếu tố thứ hai quan trọng đó là vô dư tu. Vô dư tu là chúng ta hành trì một phương pháp nào, pháp môn nào thì chúng ta không nên xen tạp những pháp môn và cái đường hướng khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta xen tạp một cái pháp môn và đường hướng khác thì làm cho tâm của chúng ta nó không chú tâm. Cho nên chọn một cái con đường nào thì chúng ta đi một con đường đó. Nếu chúng ta rẽ qua nhiều ngã rẽ quá thì có thể chúng ta sẽ không đến đích. Chưa đến đích mà chúng ta đã kết thúc cái mạng sống và cái tâm nguyện của mình rồi. Gọi là vô dư tu. Yếu tố thứ ba gọi là vô gián tu. Vô gián tu là làm sao cho cái việc tu hành của mình nó không được gián đoạn, luôn luôn bất cứ nơi nào. Ngài Đạo Sước đưa ra một hình ảnh như thế này. Ví như một cái kẻ tù nhân bị bắt làm nô lệ ở nơi đất khách quê người. Kẻ tù nhân bị bắt làm nô lệ đó luôn luôn mơ ước, ao ước một ngày nào đó sẽ được thả tự do và trở về lại quê hương gặp cha mẹ của mình. Kẻ tù nhân đó là ai? Kẻ tù nhân đó là tất cả chúng ta. Mình bị ai bắt? Mình bị nghiệp chướng và ma vương đang bắt. Giam ở đâu? Giam ở cõi ta bà giả tạm này. Cho nên mang thân của một kẻ tù nhân nô lệ đang bị giam cầm và chờ cái ngày quỷ vô thường đến mang cái thần hồn của mình mang đi. Chúng ta phải ao ước, khao khát, tha thiết một ngày nào đó được giải thoát để trở về gặp lại cha của mình, mẹ của mình ở quê hương, quê nhà của mình đang trông chờ. Cho nên quý vị thấy vô gián tu là niệm niệm mỗi lúc mỗi nơi cần phải có sự tinh tấn, phải nhận thức rằng mình đang ở đâu, mình đang ở trong tù. Thưa các vị, chúng ta hôm nay về đây dự khóa tu, mình nói rằng là mình được tự do từ nhà đến chùa, rồi muốn đi đâu đi. Nhưng cái tự do của mình thưa các vị không phải là cái tự do đích thực. Khi nào quý vị chế ngự được tất cả những cái ý muốn, tất cả những tư tưởng, tất cả những nghiệp thức của mình, sai sử làm chủ được cuộc đời của mình, lúc đó mình mới là một người tự do và tự tại. Còn bây giờ quý vị thấy mình muốn bệnh lúc nào, cái nghiệp nó muốn lúc nào thì mình phải chịu lúc đó. Đâu có ai muốn bệnh phải không? Đâu có ai muốn khổ phải không? Nhưng mà bệnh khổ nó vẫn xảy ra liên miên, mình đâu làm chủ được cuộc đời của mình đâu. Nghiệp làm chủ cuộc đời của mình. Cho nên ngẫm lại thì cuộc đời của chúng ta không khác gì cái kiếp của một cái kẻ tù nhân đang bị giam cầm trong cái nhà tù của ta bà, trong cái thế giới vô thường và đau khổ này cả. Cho nên vô gián tu là làm sao chúng ta không bị gián đoạn, không bị trở ngại trong cái nỗ lực tu học của mình. Yếu tố thứ ba, phương pháp thứ ba trong cái vấn đề tu niệm Phật là phải niệm Phật làm sao gọi là cung kính tu. Cung kính tu tức là chúng ta phải trong mọi thời khắc khi niệm Phật như thế, mình phải luôn luôn cung kính. Cung kính đối với năm yếu tố. Thứ nhất là cung kính đối với Phật và các vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên ở đâu á, mình thấy có một pho tượng của Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật A-di-đà, các vị thánh giả Tây Phương, chúng ta đều khởi lên cái niệm cung kính, tôn kính cả. Thứ hai là cung kính đối với kinh điển mình đang đọc tụng. Đối với những cái kinh điển chúng ta đang thọ trì, ở đâu mình thấy pháp bảo, ở đó mình có sự cung kính. Thứ ba là cung kính đối với những cái tượng Phật và pháp khí trong sự hành trì pháp môn. Thứ tư là cung kính đối với các vị thiện tri thức. Thứ năm là cung kính đối với các bạn đồng tu. Và tất nhiên là cung kính đối với các bạn đồng tu là cung kính luôn những hành giả của pháp môn khác. Cho nên quý vị thấy rằng đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo, đối với những người tu hành
chúng ta khởi lên cái sự cung kính, thì cái sự cung kính đó, phước báu nó rất là lớn. Một lần tôn giả A Nan lên cõi trời Tam Thập Tam, thì khi mà ngài lên cõi trời Tam Thập Tam, ngài thấy một cái vị tiên nữ thân mình tỏa ra nhiều cái nguồn sáng rất là đẹp, và vị tiên nữ này ở trong một cái cung điện rất là sang trọng. Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới hỏi cái vị tiên nữ rằng là: thưa tiên nữ, bà tu, cô tu cái hạnh gì, cái phước gì mà được cái phước báo sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, có một cái thân tướng hào quang tỏa rạng và ở trong một cái cung quá sang trọng và quá sung sướng như thế này? Thì cái vị tiên nữ này mới trả lời rằng là: bạch tôn giả, con vốn là một người nữ Phật tử ở tại thành Xá Vệ. Hôm đó là ngày rằm, con đi ra khỏi thành, thấy một đoàn các vị tỳ kheo trên đường đi Bồ Tát rất là trang nghiêm. Bất giác con thấy quý ngài trang nghiêm quá, con khởi tâm cung kính quỳ xuống đảnh lễ chư tăng. Nhờ cái phước báu cung kính đảnh lễ chư tăng đó, con đã được sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, trở thành một vị thiên nữ sung sướng và hạnh phúc như thế này. Cho nên á, là người niệm Phật á, đối với tất cả mọi người trong cuộc đời này, thưa các vị, chúng ta đều phải khởi cái tâm tôn kính. Không phải chỉ có Phật, không phải chỉ có Pháp, không phải chỉ có Tăng, mà thưa tất cả mọi người, thậm chí cái kẻ gây khổ cho mình, cái người gây đau đớn cho mình, cái người xúc não làm hại mình, cũng phải cung kính họ. Bởi vì họ tức là một nghịch tăng thượng duyên cho chúng ta. Nhờ những người mà gây khổ đó thì mình mới có cơ hội để mà mình xem lại mình đã tu hành, mình đã hành trì như thế nào. Thưa các vị, rằng là trong cái cuộc đời này á, mình thấy có nhiều người á, gặp cái nghịch cảnh nhưng mà biến cái nghịch cảnh đó trở thành thuận duyên. Thậm chí những cái người mà gây khổ cho họ, họ vẫn xem là một cái duyên lành. Quý vị thấy Socrates là một triết gia nổi tiếng, nhưng mà Socrates cuộc đời ông gặp một cái bất hạnh là bà vợ của ông. Bà vợ Socrates có một cái đặc điểm là hay chửi chồng. Bà lấy cái niềm vui của cuộc đời bà là chửi ông chồng mình là Socrates. Gặp bà, mỗi lần mà bà gặp ông trở về nhà là bà chửi. Mà chửi không được là ăn cơm không ngon. Một hôm Socrates đi ra ngoài đường, khuôn mặt rất là buồn rầu. Các bạn của ông mới hỏi rằng: sao bữa nay ông buồn vậy, có chuyện gì xảy ra trong gia đình? Thì Socrates mới trả lời rằng là: sở dĩ hôm nay tôi buồn là bởi vì hôm nay bà vợ bà không chửi tôi. Mà bà không chửi tôi là bà không phải thương gì tôi cả, mà hôm nay bà bệnh bà nói không nổi. Bà nói không nổi cho nên bà chửi không nổi, cho nên tôi buồn. Thì các người bạn của Socrates nói rằng là: tại sao ông lại buồn? Bà không chửi thì ông phải vui, phải mừng. Có cơ hội như thế là ông phải vui chứ tại sao ông buồn? Thì Socrates mới trả lời rằng là: nhờ bà chửi tôi mới biết cái tâm của mình nó kiên nhẫn, nó kham nhẫn đến mức độ nào. Bà không chửi tôi thì tôi đâu có biết cái tâm của mình nó đã phát triển đến mức độ nào, nó đã an nhẫn được mức độ nào đâu. Cho nên đối với người khác á, bà vợ như thế gọi là bà vợ nghiệp chướng, bà vợ oan gia trái chủ. Nhưng mà đối với tôi á, đó là một cái vị thầy của tôi. Bà là thầy. Nhờ bà cho nên tôi mới vượt qua được tất cả những nghịch cảnh, có kiên nhẫn và kham nhẫn trong mọi hoàn cảnh trong cuộc đời của mình. Cho nên quý vị thấy rằng á, mọi nghịch duyên, nếu chúng ta nhìn bằng một cặp mắt nhân quả, bằng một cặp mắt nghiệp báo, bằng một cặp mắt từ bi, thì tất cả những nghịch duyên đó nó cũng trở thành cái thuận duyên cho chúng ta tu học. Nếu cuộc đời của chúng ta mà không có bệnh, không có đau khổ, không có đổ vỡ, không có những cái thất bại trong cuộc đời, thì chúng ta đâu thấy mặt trái của cuộc đời này. Cái người nào thấy mặt phải và mặt trái của cuộc đời này thì mới thấy được chân lý của vũ trụ, của cuộc sống. Cho nên càng đối diện với khổ đau và nghịch cảnh, chúng ta càng có cơ hội để nhìn lại nghiệp duyên, quả báo và cái sự thật mà Đức Phật dạy, bản chất của cuộc đời này là vô thường và khổ đau. Cho nên rất quan trọng, rất cần thiết cho chúng ta. Cho nên
người tu niệm Phật á, là phải có một cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người và vạn vật, dù là hữu tình hay vô tình trong cuộc đời này. Và cái yếu tố thứ tư đó là vô cung kính tu, vô dư tu, vô gián tu và trường thời tu. Đây là bốn cái yếu tố rất cần thiết đối với cái công phu niệm Phật của chúng ta. Và theo cái quan điểm của các cái vị tổ sư tịnh độ thì cái người tu tịnh độ để mà duyên đạt được cái chánh hạnh của mình á, thì phải gồm có ba tâm. Tâm thứ nhất gọi là chí thành tâm. Ba tâm trong cái phương pháp và pháp môn trì danh niệm Phật này á, yếu tố đầu tiên là phải có sự chí thành trong đó. Cho nên các vị thấy rằng á, bất kỳ pháp môn nào, bất kỳ một cái yếu tố lĩnh vực nào trong đời sống, nếu mà mình thực hành mà không có cái sự chí thành trong đó thì không thể thành tựu. Tại sao chúng ta phải có sự chí thành tâm trong vấn đề niệm Phật? Thì Ngài Hám Sơn, một vị tổ sư tịnh độ, dạy rằng là sở dĩ chúng ta phải có sự chí thành là chúng ta phải biết rằng đây là một cái cơ hội hiếm hoi, quý báu cho chúng ta. Pháp môn niệm Phật hay là phương pháp trì danh niệm Phật, đây là một cái cơ hội rất quý báu cho chúng ta trong cuộc sống này. Mình có nhiều cơ hội lắm, nhưng mà cái cơ hội để mình tỉnh ngộ, thoát ly sanh tử thì rất là hiếm hoi. Ngài dạy rằng một niệm phiền não sân si khởi lên, đó là nhân của luân hồi sanh tử. Một niệm Phật thanh tịnh, đó là cái chìa khóa để thoát ly khỏi sanh tử. Cho nên nếu chúng ta cứ sống theo cái bản tính tầm thường, phàm phu tục tử mà chúng ta không giữ cái chìa khóa niệm Phật đó thì chúng ta cứ mãi ở trong cái căn nhà sanh tử này. Yếu tố thứ hai á, Ngài dạy rằng là người niệm Phật á, có thể chế ngự được phiền não. Người chế ngự được phiền não thì có thể chế ngự làm chủ được giấc ngủ. Người làm chủ được giấc ngủ thì làm chủ được tật bệnh trong con người. Người làm chủ được tật bệnh trong con người thì làm chủ được sanh tử trong cuộc đời của mình, thì đến phút lâm chung có thể tự tại tùy nguyện vãng sanh. Cho nên đối với Ngài Hám Sơn á, thì cái phương pháp và cái yếu tố chí thành tâm là cực kỳ quan trọng. Đối với Ngài Thiện Đạo á, Ngài Thiện Đạo dạy cho chúng ta có ba hạng người niệm Phật. Hạng người thứ nhất gọi là cái người thiện tâm niệm Phật, thiện nhân niệm Phật. Thiện nhân niệm Phật tức là người bỏ ác, làm lành, làm việc phước thiện mà niệm Phật. Nhưng mà đó là cấp độ thấp. Cấp độ thứ hai gọi là hiền nhân niệm Phật. Hiền nhân niệm Phật tức là ngồi vấn đề bỏ ác, làm lành, vị ấy còn nghĩ đến làm sao giữ cho cái tâm mình luôn luôn được an định, trong sạch, thanh tịnh, gọi là hiền nhân niệm Phật. Nhưng mà đây chỉ là hạng bậc trung thôi. Hạng bậc thượng, cái hạng siêu xuất nhất gọi là thánh nhân niệm Phật. Thánh nhân niệm Phật là những người được chế ngự được tất cả những phiền não, làm chủ được cái tâm của mình, vận dụng tự tại trong mỗi niệm của mình niệm Phật thì mới gọi là thánh nhân niệm Phật. Cho nên quý vị thấy, nếu chúng ta niệm Phật mà để cho cái tâm của mình, để cho cái lòng của mình vẫn còn vọng động thì chưa đạt được gọi là thánh nhân niệm Phật hay là hiền nhân niệm Phật. Chúng ta mới chỉ là thiện nhân niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vấn đề tu, yếu tố đầu tiên trong ba tâm của người tu tịnh độ là chí thành tâm, rất là cần thiết cho mỗi chúng ta. Yếu tố thứ hai tức là gọi là thâm tâm niệm Phật. Thâm tâm niệm Phật tức là có một cái tâm là kiên cố, cái tâm là bất thoái, cái tâm sâu sắc. Khi mình hiểu được cái bản chất của cuộc đời này rồi, cho nên chúng ta phát tâm niệm Phật. Quý vị thấy rằng trong cái cuộc sống này á, và trong cái cuộc đời của mỗi người chúng ta đó, nếu như mình không có một cái làm việc hay là tu tập, không có một cái tâm sâu sắc, không có một cái tâm hiểu được Phật Pháp trọn vẹn, thì cái vấn đề tu hành bất kỳ pháp môn nào cũng có thể bị lung lay trong cuộc sống. Để đạt được cái thâm tâm niệm Phật, cái tâm kiên cố trong vấn đề niệm Phật này á, thì chúng ta phải chú ý đến một yếu tố là bên cạnh cái vấn đề là chánh hạnh niệm Phật, là chuyên tâm thực hiện cái phương pháp trì danh niệm Phật,
chúng ta còn vận dụng những cái trợ hạnh khác rất là cần thiết. Đó là làm sao vừa niệm Phật vừa phải nghĩ đến việc hàng phục và chế ngự những phiền não trong tâm của mình. Ở đây chúng ta có thể đưa ra một ví dụ như thế này. Mình gieo một hạt giống xuống một cái mảnh đất để đạt được hoa màu, nhưng mà chúng ta không dọn cỏ trên mảnh đất đó, thì cho dù hạt giống của chúng ta gieo tốt như thế nào, chăm sóc kỹ càng như thế nào, thì cái sự thu hoạch của chúng ta cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Cho nên bên cạnh cái vấn đề mà trì danh niệm Phật, chúng ta phải luôn luôn phòng hộ, theo dõi tâm để hàng phục những cái phiền não, những cái tập khí và nghiệp chướng trong cuộc đời của mình. Hòa Thượng Thanh Từ có một cái thuật ngữ, thiền ngữ rất là hay, gọi là nhân hoa quả cỏ. Nhân hoa quả cỏ tức là hồi đó Ngài lên trên Đại Ninh, Ngài nhập thất ở trên Bảo Lộc, thì Ngài thấy các cái thiền thất của các vị thầy khác cũng trồng hoa xung quanh đẹp. Ngài cũng xin một ít cái hạt giống hoa về để mà gieo trồng trước cái thiền thất của mình. Khi mà Ngài gieo xuống như thế thời gian thì Ngài quên. Thì Ngài ngồi nhập thất, Ngài tu thiền ở trong cái tịnh thất mình đó. Một thời gian Ngài mở cửa ra cái nơi mà Ngài gieo hạt giống hoa, thì bỗng nhiên thấy toàn cỏ không. Nhân hoa quả cỏ, tức là nhân tốt nhưng mà quả xấu. Tại vì sao? Khi mà mình gieo cái nhân đó xuống, mình thực hiện cái tâm nguyện đó, nhưng mà mình không chăm sóc, mình không nhổ sạch cỏ đi, thì cỏ nó sẽ lấn lướt, và cuối cùng hoa không thấy đâu mà toàn cỏ không. Cho nên quý vị thấy rằng trong vấn đề mà mình hành trì niệm Phật á, mình phải chú ý đến một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là phải làm sao nghĩ tưởng đến cái việc vừa niệm nhưng mà vừa hàng phục cái phiền não của mình. Trong pháp môn tịnh độ có nói đến một cái thuật ngữ và một cái ý tưởng như thế này: niệm một danh hiệu Phật tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Một niệm Phật, một niệm danh hiệu Phật là một niệm công đức để tiêu trừ vô lượng phiền não, nghiệp chướng, tội lỗi, phát sinh ra vô lượng công đức thù thắng. Cái điều này đúng hay là sai? Đúng hay là sai? Xin thưa rằng đúng. Nhưng mà đúng với những hạng căn cơ, những cái vị đã phần nào và đã hoàn toàn hàng phục được phiền não nghiệp chướng của mình, những cái người đã có một cái năng lực tâm linh và một cái sự hành trì công phu lâu dài kìa. Còn chúng ta đó, sở dĩ vì sao mình niệm Phật mà vẫn thấy lo âu, niệm Phật vẫn chưa đổi được, chưa chuyển được cái nghiệp của mình, là bởi vì cái năng lực và công phu của mình còn yếu kém, chưa được chuyên nhất, liên tục và thuần thục. Cho nên mình niệm mà mình thấy toàn là gì? Mình thấy toàn là phiền não nó khởi lên, nghiệp chướng nó đổ về, chướng ngại nó xuất hiện ra quá nhiều, bởi vì cái công phu năng lực của mình chưa đạt được đến mức độ đó. Cho nên muốn đạt được mức độ đó thì thưa các vị, ngoài cái vấn đề chúng ta hành trì hàng ngày là niệm Phật, chúng ta còn phải gì? Lễ sám, còn phải tụng kinh, còn phải làm việc phước thiện, còn phải gieo cái nhân lành, còn phải làm việc lợi ích nữa. Cho nên chỉ chuyên nhất, quý vị để ý như thế này, mình chỉ chuyên nhất niệm Phật không, để mà thành tựu được cái kết quả đó thì chúng ta sẽ còn thiếu thốn. Tôn chỉ và yếu chỉ của kinh Vô Lượng Thọ đó là gì? Hai yếu tố cực kỳ quan trọng: nhất hướng chuyên niệm và phát tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta chỉ nhất hướng chuyên niệm, chỉ biết niệm Phật không, chuyên chú, thành tâm, chí thành nhất tâm, mà thiếu cái yếu tố thứ hai là gì? Phát tâm Bồ Đề, thì không thành tựu được cái sở nguyện vạn sanh. Mà phát tâm Bồ Đề đó là gì? Tu hạnh từ bi, tu hạnh yêu thương, tu hạnh nhẫn nhục, tu những cái hạnh lợi tha, làm các việc bố thí, từ thiện, phóng sanh, làm phước. Những yếu tố này cực kỳ quan trọng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy không thể dùng một chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên để mà vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thiện căn là gì? Thiện căn tức là mình có niềm tin nơi pháp môn và mình hành trì pháp môn tịnh độ. Đó chỉ là một trong ba yếu tố. Ngoài thiện căn còn phải có phước đức và nhân duyên nữa.
Nếu thiếu phước đức và nhân duyên không thể nào vãng sanh, không thể nào tùy nguyện được. Quý vị để ý rằng là ba yếu tố này quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta có tiền, chúng ta có của mà mình muốn đi làm từ thiện là chúng ta có gì? Có thiện căn, có cái tâm ý tốt. Nhưng mà mình không có đủ cái nhân duyên tốt, tức là mình có thiện căn, mình có tiền của là có phước đức rồi, nhưng mà mình không gặp nhân duyên, chồng mình ngăn cản, vợ mình ngăn cản, bạn bè mình bàn ra, không đủ nhân duyên mình không làm từ thiện được đâu. Cho nên có ý nguyện tốt, có của rồi phải có nhân duyên lành nữa, gọi là thiện căn, phước đức nhân duyên. Còn nếu chúng ta muốn làm từ thiện mà mình có tiền có của sao làm, không có sức khỏe sao làm, cho nên phải có phước đức. Tức là có ý muốn tốt, có cái tâm lành, có nhân duyên tốt nhưng mà không có tiền của, không có sức khỏe thì làm sao mình làm được, cũng được, phải có phước đức. Ba yếu tố này nó phải có. Cho nên ngồi vấn đề là cái tâm thành, cái tâm nguyện tu tập tinh tấn, thanh tịnh, nó còn phải có đủ cái phước báu về sức khỏe, phước báu về vật chất mình mới làm được. Rồi mình phải có nhân duyên thiện tri thức, bạn đồng tu, những người đồng chí hướng, môi trường tốt để nuôi dưỡng cái thiện tâm đó cho chúng ta. Thì ba yếu tố này mới đưa đến cái kết quả là tùy nguyện vãng sanh. Cho nên ở đây quý vị phải chú ý đến cái điều này, là ngoài cái vấn đề niệm Phật, chúng ta còn phải những cái trợ duyên khác để tạo cho cái cuộc sống mình nó được ổn định. Quý vị ngồi cái niệm Phật không mà không có công ăn việc làm, gia đình mình không có quan tâm, con cháu mình bỏ mặc, mọi việc mình gạt qua một bên, chỉ nhất hướng chuyên niệm không, thì coi chừng nó gây ra những trở ngại, những cái mâu thuẫn, những cái nghịch cảnh trong cái gia đình, rồi chúng ta sẽ đổ vỡ trong hạnh phúc đời sống thế gian, cũng như cái tâm nguyện tu hành của mình sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Cho nên ngồi cái vấn đề mà cái hành trì, chúng ta phải dùng những cái phương pháp như thế để hỗ trợ cho chúng ta. Khi chúng ta làm cho người khác khổ, giận, buồn vì mình, vì ba nghiệp của mình, là chúng ta đang giết người đó từng giây từng phút. Chúng ta phải nói những lời yêu thương, phải có tâm từ ái thương yêu, phải có những cái việc làm để cho người đó có cái niềm hưng phấn tích cực, yêu đời, yêu đạo, để cho người đó có một cái nhựa sống, có một cái niềm tin trong cuộc đời. Chứ còn chúng ta để ý rằng là mình thả con vật được nhưng mà mình cứu con người không được thì thất bại rồi. Cho nên khi chúng ta nói một điều gì xấu, một điều gì tổn hại đến cái tâm và cái đời sống của người kia, chúng ta đang giết họ trong từng giây từng phút, đang làm tổn hại đến sự sống và niềm tin của họ trong từng giây phút của cuộc đời. Đó cũng là một hình thức của việc sát sanh. Cho nên á, khi chúng ta dùng những cái công hạnh tu của mình mang đến nụ cười, lòng từ và những cái việc làm của mình cho người khác, cũng là một hình thức để cứu cho sự sống của con người được bền vững lâu dài hơn. Yếu tố thứ ba, khi chúng ta nghĩ đến vấn đề phóng sanh á, là chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề sự sống trong cuộc đời này. Sự sống nào là sự sống vĩnh cửu, sự sống nào là sự sống tương đối và tạm thời. Cái mạng sống của một con người trong mấy mươi năm trên thế gian này là sự sống tương đối tạm thời. Chúng ta giúp một người đến với đạo Phật, hiểu được rằng cuộc đời này là vô thường, thân thể này là giả tạm, mạng sống của con người chỉ là tương đối và tạm thời. Có một đời sống cao cả, vĩnh cửu, lâu dài, bền vững là đời sống bất tử hơn nữa. Đó là đời sống trong Phật Pháp, đời sống tâm linh, đời sống theo hạnh nguyện của mình. Khi chúng ta đưa một người đến với Phật Pháp, hiểu được giá trị của đạo, phát tâm quy y Tam Bảo, từ bỏ những cái nghiệp xấu, thọ trì năm giới, chọn một pháp môn để hành trì, người đó đi vào cái con đường xây dựng thành tựu pháp thân, thành tựu đời sống bất tử. Đó là chúng ta thực hiện cái đời phương pháp phóng sanh cao cả và trọn vẹn nhất. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái đời sống của mình, mình phải có một cái nhìn rộng, nhìn sâu, để cho chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái hạt giống Phật Pháp trong mình và mọi người, phát triển hạt giống đó để cho người ta đi vào cái đời sống không còn tái sanh đau khổ nữa, khuyến hóa người ta phát tâm tu hành pháp môn tịnh độ, phương pháp trì danh để sanh về cảnh giới tịnh độ, từ đó không còn
thoái đọa, không còn trở lại ta bà, đi vào cái con đường không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là ý nghĩa cao cả của việc phóng sanh theo tinh thần của Tịnh độ. Cho nên quý vị thấy rằng khi chúng ta phóng sanh một con vật, luôn luôn phải nhớ là sám hối, quy y và kết duyên niệm Phật cho những chúng sanh đó, thì ít hay nhiều nhân duyên đó cũng được thù thắng và tốt đẹp hơn. Cho nên ngoài cái yếu tố thứ nhất là chí thành tâm, yếu tố thứ hai là thâm tâm, yếu tố thứ ba là gì? Hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm là luôn luôn trong mỗi giây phút trong cuộc đời làm được việc gì cũng nghĩ đến người khác, và hồi hướng đến đó công đức đó để thành tựu trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm cõi Tịnh độ Tây Phương. Đây là một cái công hạnh, là một cái phương pháp hành trì rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta làm việc gì cũng phải có mục đích, có mục tiêu hết. Làm mà mình không hiểu cái mục tiêu trong cuộc sống thì nó sẽ không lợi ích cho và không có động cơ. Cho nên làm một việc gì chúng ta cũng nghĩ ngay đến cái lợi ích và cái sự trang nghiêm tốt đẹp của mình và người trong hiện tại và tương lai ở ta bà và cõi Tây Phương Tịnh độ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này thực hành ba cái tâm này thì nó rất là cần thiết, rất là hữu ích cho chúng ta về chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Xét về cái phương pháp và cái hình thức tu tập phương pháp trì danh chánh hành niệm Phật này thì các vị tổ dạy cho chúng ta hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là định thời niệm Phật, và phương pháp thứ hai là định số niệm Phật. Định thời niệm Phật là chúng ta phải có một cái thời khó rõ ràng trong mỗi ngày tu tập. Không nên mình tu theo cái cảm hứng. Mỗi ngày mình dành một thời khó buổi sáng hay là buổi tối hoặc là buổi chiều để mà gia công công phu niệm Phật. Có người nói rằng thôi niệm một lần luôn cho nó khỏe, tại sao phải chia ra nhiều thời khóa? Thì chúng ta đặt lại câu hỏi cho họ, tại sao anh chị phải một ngày ăn 3 buổi? Thôi thì buổi sáng mình ăn cho buổi trưa buổi chiều luôn, khỏi mất thời gian ăn chiều rồi ăn tối nữa. Tại sao mình không ăn lần cho khỏe, ăn một bụng luôn, ngày ăn buổi thôi? Tại sao chia ra 3 buổi? Tại vì cái cơ thể mình nó không thích hợp, và cái đời sống của mình nó sáng thì khác, trưa khác, chiều khác. Quý vị thấy nhiều khi buổi sáng trời đang nắng, buổi trưa mưa ào ào, buổi tối trời nóng lại. Thế gian thời tiết bên ngoài nó thay đổi, cái tâm của người sao cũng thay đổi theo, cũng giống như bên ngoài. Cho nên tâm con người vô thường bất thường lắm. Cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Mình chia ra thời khó để bắt buộc, để uốn nắn, để tôi luyện cái tâm của mình nó phải vào cái nề nếp, nó phải vào cái khuôn khổ, vào cái nguyên tắc, để từ đó chúng ta có thể hành trì một cách thành tựu được. Cho nên á, niệm Phật thứ nhất là định thời niệm Phật, thứ hai là định số niệm Phật. Định số niệm Phật tức là mình chú ý đến số lượng. Chú ý đến số lượng thì các vị tổ như là ngài Thạch Nham Hòa Thượng dạy rằng, mỗi khi chúng ta lần một hạt chuỗi niệm Phật, đó là chúng ta đang góp, đang tích chứa một viên bảo châu cho cuộc đời của mình. Một hạt chuỗi niệm Phật còn quý hơn một hạt ngọc, một hạt kim cương của thế gian. Bởi vì đây là hạt công đức, còn kim cương ở thế gian chỉ là cái phước báu vô lậu mà thôi. Cho nên định số niệm Phật tức là một ngày mình niệm bao nhiêu sâu chuỗi, bao nhiêu tràng hạt, bao nhiêu cái số trì danh niệm Phật, mình phải nhớ cho được thành tựu. Tùy theo mỗi người, tùy theo nhân duyên mà chúng ta niệm Phật như thế. Thì ở đây á, các vị nên chú ý như thế này. Cái vấn đề chánh hành niệm Phật và tạp hành niệm Phật là áp dụng cho ai? Áp dụng cho những hành giả tu Tịnh độ. Đối với pháp môn này không thể áp dụng cho toàn bộ Phật giáo chúng ta. Mình đừng có cho rằng là người nào không niệm Phật tức là không chánh hạnh, là tạp hạnh là sai. Tại vì mỗi người có một pháp môn tu, mỗi người có một cái đường hướng hành trì. Cho nên cái vấn đề các vị tổ dạy chánh hạnh và tạp hạnh tức là dạy riêng cho cái người tu Tịnh độ mà thôi. Còn các vị tu thiền, các vị tu mật, các vị tu giáo, các vị tu luật, các pháp môn khác thì người ta có chánh hạnh và tạp hạnh riêng.
Cho nên đừng có chấp vào pháp môn mình, đừng có chấp vào cái phương pháp hành trì của mình, rồi chúng ta chê bai, phân biệt và khinh thường những người tu pháp môn và những cái phương pháp hành trì khác, sẽ là một cái điều sai lầm cho chúng ta. Điều thứ hai nữa là các vị chú ý như thế này, trong cái vấn đề chánh hạnh và tập hạnh niệm Phật á, ngoài vấn đề hành trì về vấn đề trì danh niệm Phật, những cái phương pháp hỗ trợ như là lễ bái, tụng kinh, tụng kinh hoặc là tán thán, hoặc là quán tưởng, hoặc là tu phước, hoặc là làm những cái công đức sám hối khác vân vân, đều cũng rất cần thiết và quan trọng cho chúng ta. Tuy là những yếu tố phụ nhưng cũng rất cần thiết và rất là hỗ trợ cho chúng ta trên nhiều cái phương diện. Ví dụ như chúng ta thấy chánh hạnh và tạp hạnh giống như trợ hạnh, giống như là một cái ly nước, một cái ly và cái nước. Nếu chúng ta xem nước á, là chánh hạnh và cái ly là trợ hạnh, thì chúng ta cần luôn cả chánh hạnh và trợ hạnh. Bởi vì nếu không có nước thì cái ly nó cũng vô dụng. Nếu mà có nước mà không có ly để đựng thì có được không? Thì chúng ta không giữ nước đó được. Cho nên tuy là cái ly nó là phụ nhưng cũng rất cần thiết cho chúng ta để giữ cái nước ở trong cái ly đó. Cho nên các cái trợ hạnh như là mình tụng kinh, như là mình lễ Phật, như là mình quán tưởng về sự trang nghiêm tịnh độ, như là mình tán thán và cúng dường Phật, như là mình làm các việc phước thiện, như là mình thực hành cái pháp sám hối vân vân, đều cũng rất cần thiết và quan trọng cho chúng ta. Sở dĩ các vị tổ dạy chánh hạnh là để thấy được cái yếu tố chính và yếu tố phụ. Nhưng mà trong cái cuộc đời này, quý vị thấy yếu tố phụ nó quan trọng không? Yếu tố phụ, yếu tố duyên nó cũng rất cần thiết và quan trọng cho mỗi người chúng ta. Cho nên á, cái vấn đề ở đây là chúng ta làm sao trong cái cuộc sống này á, mình phải luôn luôn hướng đến cái vấn đề hài hòa, có một cái nhìn rộng và cái nhìn thoáng trong vấn đề tu hành của mình. Hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài chánh hạnh niệm Phật là để cho chúng ta nhớ trong cái vấn đề tu niệm Phật phải nhớ đến một số yếu tố cần thiết, cũng như ba tâm trong vấn đề niệm Phật, bốn cái hạnh tu trong vấn đề niệm Phật, và cái trợ hạnh cũng là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết. Kim tu hoàn hảo cả hai phương diện này thì mọi cái sở nguyện tu học và cái hành trì tịnh độ của chúng ta sẽ thành tựu như mọi cái sở nguyện trong cuộc đời của mình. Và trước khi kết thúc, chúng tôi xin trích lời của Ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn dạy một lời rất là hay, một ý rất là hay, rằng là nếu chúng ta ở thế gian chỉ tu tập bỏ ác làm lành thì chúng ta cũng được phước đức, hoan hỷ, công đức. Nhưng đó là cái tiểu phước đức, tiểu hoan hỷ, tiểu công đức. Khi chúng ta niệm Phật và tu tịnh độ, chúng ta sẽ được đại hoan hỷ, đại công đức, đại thành tựu. Đó là những cái công đức thù thắng cao tột nhất đối với người hành giả tịnh độ chúng ta có thể đạt được ngay trong cuộc đời này. Chúng tôi chúc toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn trong cái hành nguyện tu học của mình. Bồ Tát.